Chào mừng các bạn đã đến với kênh cầu vòng review của mình. Trước khi đến với bộ truyện siêu bánh cuốn ngày hôm nay các bạn đừng quên ủng hộ mình một like và một subscribe nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Giờ mình cùng vào chuyện luôn nào. Tại nhà của bố của cô gái tóc ngắn đinh luật oánh, đinh nguyên nhìn cố tinh giã, cô lão đại của thanh long đường đến chỗ tôi uống trà thật đúng là khách quý mà. Cố tinh giã lịch sự đáp trả trước câu nói giả nai của người đàn ông, không dám chú đinh nói khách sáo rồi, chỗ chú cháu cháu tất nhiên là phải thường xuyên đến thăm hỏi rồi. Đinh Nguyên thân phận là người nắm quyền tổng thương hội S Thành, ông ta giả vừa hỏi thăm dò, gần đây chắc cháu bận lắm nhỉ? Oánh oánh nhà chú không hiểu chuyện luôn đến làm phiền cháu thật ngại quá. Cố Tinh ra ánh mắt sắc bén anh biết ông ta đang nói bóng nói gió mục đích để thăm dò chuyện khác, cháu vẫn ổn thật ra là cháu đã đón Lệ Diên về nhà rồi. Lão cáo già trên mặt vừa lộ ra nét ngạc nhiên, ô thế lý do cháu làm như vậy là gì? Quay lại khung cảnh tại biệt thư của Lệ Diên, à tóc ngắn hét lớn đương nhiên là bởi vì anh Tinh Dã muốn trả thù sự phản bội của cô rồi. Loại người phụ nữ kiêu căng ngạo mạn và tàn bạo như cô trên đời này làm gì có người đàn ông nào lại thích cô được chứ? Lệ Diên bị mắng chửi xối xả thậm tệ, à tóc ngắn tiếp tục dùng cái mỏ hồn của mình khầm bắc mắng chửi cô. Loại phụ nữ ngu xuẩn cô tưởng anh ấy thật sự sẽ thích cô chắc. Nằm mơ đi. Anh ấy giữ cô lại chẳng qua là vì cô còn có giá trị lợi dụng. Anh ấy từng chính miệng nói anh ấy hết tình cảm với cô rồi. Quay lại khung cảnh bên cố tinh giã, anh nhàn nhã cầm tách trà uống một ngụm sau đó bật chế độ diễn viên Hollywood của mình lên cháu chẳng còn chút tình nghĩa nào với lệ duyên nữa. cháu giam cầm cô ấy chỉ là muốn báo thù năm đó. còn nữa, kể từ sau khi chú của cháu chết tứ phương ấn đã rơi vào tay của cô ấy. con dấu quan trọng như vậy phải là người nắm quyền của tổng thương hội giữ mới đúng. sau khi lấy được nó cháu sẽ đưa lại cho chú. sau khi nghe những lời nói của à tóc ngắn, lệ duyên rơi vào trầm tư. quả nhiên là cố tinh giã giam cầm mình ở chỗ này là có ý đồ khác. càng moi được nhiều thông tin càng tốt. nhỏ này nhìn cái mỏ oang oang như vậy có vẻ có thể moi được chút thông tin từ à ta trước mắt phải kích thích cô ta một chút khiến cô ta tự mình nôn ra thông tin mới được. Lệ Diên nhìn chằm chằm vào Đinh Luật Oánh làm ả à ta rén ngang lùi về phía sau, "Ồ ban nãy cô vừa nói cô là bạn gái chính thức của anh ấy, vậy tôi có chuyện muốn hỏi." Lệ Diên nhìn Đinh Luật Oánh bằng ánh mắt thách thức khiêu khích giọng nói giễu cợt, "Cô đã từng lên giường với Cố Tinh Dã chưa?" Đinh Luật Oánh nghe cô nói vậy thì ngượng đỏ cả mặt, người phụ nữ ngu xuẩn này đang nói cái quái gì vậy? Lệ Diên tiếp tục công kính ả à ta, dô thân là bạn gái chính thức lẽ nào ngay cả việc lên giường với nhau cũng chưa từng làm qua? À? Vậy mà bày đặt bạn gái chính thức chính ơ đồ, hay ra rẻ quá. Đinh Luật Oánh tức giận lớn tiếng quát lại, con mợ nó chuyện này thì có liên quan gì đến cô, tôi cảnh báo cô đừng có quá kiêu ngạo không thì đừng có mà trách. Lệ duyên đối với lời cảnh báo của cô xem như gió thoảng qua tai, cô tiến lên nâng cằm của Đinh Luật Oánh, dô cái gì cô cũng không biết vậy mà còn dám tự xưng là bạn gái chính thức của Cố Tinh dã chị cô thậm chí còn không biết lý do tại sao tôi sống trong căn biệt thự này phải không? bộ dạng cứ tự cho mình là nhất thật là quá nực cười nà. Đinh Luật oánh tức ói máu thế là chúng phải chiêu khích tướng của cô có bao nhiêu à ta khai bằng hết. ai nói tôi không biết cô và anh Tinh dã chính là kẻ thù không đội trời chung. anh ấy còn giữ lại cái mạng của cô trả qua là bởi vì cô đang nắm thóp anh ấy. à mà không chắc là thứ gì đó rất quan trọng. lệ duyên thất thần cái gì? kẻ thù không đội trời chung ư? còn có thứ gì đó rất quan trọng? Đinh Luật Oánh điên tiết cái mỏ hỗ liên tục mắng chửi, cô đừng tưởng giả vờ mất trí nhớ là cô có thể xóa đi mối thù hận mà cô đã từng cho anh ấy một nhát chí mạng. Xương ngực của anh ấy đều nứt cả ra, một nhát chí mạng đó của cô xít chút nữa đã lấy mạng của anh ấy, đồ phụ nữ độc ác không có tình người nhà cô. Lệ Duyên nghe ả à, ta nói vậy thì lạnh hết cả sống lưng, cái gì? Mình vậy mà lại chém anh ta không thể nào. Tại sao chứ rốt cuộc thì khi đó đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi chuyện mình thật sự đều không nhớ gì cả. Vết sẹo trên hình xăm của anh ấy là bằng chứng mình đã từng ra tay với anh ấy ư. Hóa ra tất cả mọi người đều nói mình đã phản bội anh ấy, làm tổn thương anh ấy chẳng lẽ đều là sự thật sao? Mình trước đây là một người độc ác tàn nhẫn như vậy sao? Đinh luật oánh tiếp tục chế giễu cô, cô tưởng mọi người gọi cô là Linh Cẩu là bởi vì cô mạnh à? Sai rồi bé ơi bọn tôi chỉ là chán ghét cái điệu bộ lì lợm la liếm cắn mãi không buông của cô thôi. Anh tinh giã giữ lại cái mạng chó này của cô chỉ bởi vì trong tay cô có thứ đồ quan trọng thôi chứ nếu không thì cô còn lâu mới sống được đến tận bây giờ. Lệ Diên nửa tin nửa ngờ trước lời nói của Đinh Luật Oánh, tất nhiên là cô không ngu mà tin 100%. Sau một hồi nói chuyện thì cố tinh giã sinh khiếu về trước, chú Đinh công việc bận rộn cháu không quấy rầy nữa. Nhìn bóng dáng chuẩn bị rời đi của cố tinh giã, Đinh Nguyên giọng điệu đầy ẩn ý, A à dã cháu có biết điều khiến người khác tán thưởng nhất ở cháu là gì không? Cháu giống như chú của cháu làm việc sạch sẽ gọn gàng, không giữ lại hậu họa. Cố tinh giã nghe lời người đàn ông nói vậy liền biết ông ta đang ám chỉ chuyện gì, chú Đinh yên tâm sau khi giao tứ phương ấn cho chú. Cháu sẽ tự tay kết liễu người phụ nữ đó, người đàn ông nghe vậy thì nhìn ly trà trong tay, ha trà này thực sự không tệ. Tại biệt thự lệ Diên đang nhanh chóng thu dọn hành lý, cho dù là ai sai trước chuyện quan trọng cấp bách nhất lúc này chính là phải bảo toàn được tính mạng. Cô thầm nghĩ tiếp tục ở lại nơi này khả năng rất cao là cô sẽ gặp nguy hiểm. Cố Tinh Dã mở cửa ra anh ngạc nhiên đơ ngang khi thấy cô đang thu dọn hành lý tính cao chạy xa bay, em thu dọn đồ đạc làm gì vậy hả? Lệ Diên em muốn đi đâu? Cố Tinh Dã gần giọng hỏi cô. Cô tiến lại gần anh, Cố Tinh Dã bạn gái anh bảo em cút khỏi nơi này. Bạn gái? Anh làm gì có bạn gái? Cô nhìn anh nhấn mạnh ba chữ đinh luật oánh. Cố Tinh Dã ngồi xuống giường nhẫn nại giải thích với cô, đinh luật oánh cô ấy là con gái của người nắm quyền tổng thương hội, bọn anh chỉ là quen biết nhau thôi. Mặc kệ lời giải thích của anh cô nói vào chủ đề chính, mặc dù em mất trí nhớ nhưng em không có hứng thú với món nợ phong lưu của anh. Nếu trong ao cá của anh còn có con cá khác, chắc không thiếu con cá như em đâu nên xin anh hãy dơ cao đánh khẽ mà thả em đi đi. Cố tinh dã nhìn cô kiên định, em không thể đi. Lệ Diên nói nửa thật nửa giả thăm dò anh, từ sau khi em mất trí nhớ em đã bị anh nhốt ở nơi này anh gọi đó là bảo vệ. Anh vì muốn tốt cho em nhưng thật ra anh còn có mục đích khác đúng không? Thay vì cứ nghi ngờ lẫn nhau chi bằng chúng ta không nói thẳng ra với nhau đi." Lệ duyên kéo áo anh xuống, "Vết sẹo này là do em gây ra đúng không?" Cố Tinh Dã gần giọng, "Em nghe ai nói vậy?" "Cố Tinh Dã anh đừng phủ nhận nữa, anh hận em lắm đúng không?" "Không phải đâu, anh chưa từng oán hận em." Lệ duyên thấy Cố Tinh Dã nửa lời không mở miệng thì tiếp tục tung ra tuyệt chiêu của mình, "Cô đu lên người anh Cố Tinh Dã khi nào thì anh mới thành thật như cơ thể của anh vậy?" Anh đối xử với em như một con chim hoàng yến và tận hưởng cảm giác kiểm soát mọi thứ về em. Điều đó làm anh rất thỏa mãn đúng không? Cố tinh giã ra sức giải thích, không không phải như thế anh không có. Anh chỉ muốn bảo vệ em. Anh nắm chặt tay cô, lệ duyên em phải tin anh. Cố tinh giã nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, anh không hề có ác ý nào đối với em cả. Lệ duyên nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt đang cố tính giải thích bờ la bờ la các kiểu con đà điểu. Sau khi soạn sẵn trong đầu 7749 câu cần nói cô bắt đầu bắn giáp liên hồi, anh giam cầm em trong nhà mỗi ngày bắt em phải uống thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ. còn phái đám đàn em cầm súng thật đạn thật giám sát trong chừng em, nếu anh là em anh sẽ nghĩ như thế nào? Cố Tinh Dã bất lực hỏi cô, vậy thì em muốn thế nào? Lệ Diên nhìn anh ánh mắt lộ ra một tia khát khao được tự do, cô buông ra ba chữ mà bản thân cô rất thèm khát, thả em đi. Đối với lời đề nghị này Cố Tinh Dã chỉ biết im lặng. Mặc dù anh đã tạm thời giúp em loại bỏ mối đe dọa lớn nhất, nhưng anh không biết liệu còn có ai muốn làm hại em nữa hay không, hiện tại bên ngoài đang không được yên ổn lắm hơi sóng gió. Lệ Duyên lại rơi vào trầm tư, nhưng chỉ cần ở lại nơi này thì nhất định sẽ phải uống thứ thuốc không rõ nguồn gốc kia. Hơn nữa việc mình ra tay cho cố tinh giã một nhát chí máng chính là quả bom hẹn giờ, nếu mình chỉ nghe theo lời nói từ một phía của anh ấy rồi tiếp tục ở lại đây thì sẽ rất là nguy hiểm. Đợi đến khi mình không còn giá trị lợi dụng nữa thì sẽ rất nguy hiểm không biết lúc đó cái mạng quèn này còn không. Cách tốt nhất bây giờ chính là phải tìm được những người khác nữa để chứng thực thân phận thực sự của mình, ra ngoài mặc dù có lẽ sẽ nguy hiểm hơn. Nhưng nếu cứ tiếp tục bị nhốt lại ở trong chiếc lồng này, bị cố tinh giã khống chế và lợi dụng việc này sẽ không giúp mình khôi phục lại được trí nhớ. Lệ Diên cất giọng man dợ, mau đồng ý nhanh lên đi nếu không tôi sẽ. Nhanh như chớp rút lời 30 giây sau khẩu súng trên người anh nằm gọn trong tay cô. Cố tinh giã mắt chữ A mùng chữ O nhìn cô. Lệ Diên đưa khẩu súng lên ngắm thẳng vào thái dương của mình, nếu anh không thả thì em sẽ chết cho anh xem. Cô nhìn anh bằng ánh mắt kiên định, em nói được làm được. Cố tinh giả thỏa hiệp xuống nước năn nỉ, đừng đừng mà. Anh sợ hãi nhìn cô, em đừng xúc động trước tiên bỏ súng xuống. Anh nhà quá sợ hãi với trình độ liều bất cần đời của cô, cố tinh dã lực bất tòng tâm không còn cách nào khác đành thỏa hiệp. Lệ duyên nở nụ cười ha ha quả nhiên chiêu này có hiệu nghiệm, tuổi gì mà đấu với chị. Cô chưa kịp vui mừng thì cố tinh dã lên tiếng, nhưng mà em phải đồng ý với anh một điều kiện điều kiện quát đờ heo nghe đến đây cô nghĩ quả nhiên lòi đuôi sói rồi anh sắp lộ bộ mặt thật ra rồi trái lại với suy nghĩ của cô điều kiện cố tinh giã đưa ra là anh hy vọng em phải hứa với anh đi ra ngoài rồi em phải tự bảo vệ chính mình anh sẽ ở nhà chờ em trở về trước khi chuẩn bị rời đi lệ riêng cảm thấy hơi tội lỗi vì đã lừa anh xin lỗi cố tinh giã yêu cầu anh đưa ra em phải nuốt lời rồi em sẽ không quay về cái lồng son hoa lệ to lớn này Lệ Duyên lái xe rời đi cô cảm thấy dạo gần đây bản thân thường mơ về một ngôi nhà và cô có linh cảm rằng nếu đến đó một lần nữa, cô chắc chắn sẽ nhớ ra điều gì đó. Trong giấc mơ ngôi nhà đó nằm ở phía nam thành phố, Lệ Duyên có một sự cảm không lành cô tự chấn an bản thân, mình lái xe từ gara sau biệt thự chiếc xe này còn gắn thêm kính chống nhìn trộm. Hơn nữa mình còn lấy súng của cố tinh giã nên chắc chắn sẽ không sao đâu. Nghĩ đến đây hình ảnh ký ức cố tinh giã nói với cô chợt ùa về. Ánh mắt cố tinh giã thâm tình nhìn cô, Hứa với anh ra ngoài rồi em phải tự bảo vệ tốt chính mình. Anh sẽ ở nhà chờ em trở về. Lệ Duyên đắm chìm trong ký ức lời anh ta nói là thật lòng sao. Bíp, bíp tiếng còi xe đang lao tới với tốc độ bàn thờ kéo cô trở về thực tại. Cô hú hồn hú vía ánh mắt máu chiến hiện lên. Cô vận dụng kỹ năng điều luyện của mình nhanh chóng né chiếc xe. Lúc này một đám áo đen mặc đồ trên tay cầm súng tạo nét khuôn ngầu bước xuống. Lệ Duyên bị thương đầu đập vô vô lăng xe những tên áo đen dè dặt bước lại gần phía xe cô. Lệ Duyên thầm nghĩ bên ngoài biệt thự không có camera nên không ai biết được là cô đã lái xe đi ra ngoài. Với lại cố tinh dã cũng sẽ không làm như vậy chỉ còn sót lại một nghi hoặc duy nhất đó chính là trong căn biệt thự đó có nội gián. Bằng, âm thanh tiếng súng vang lên tên áo đen lìa đời về chầu ông bà. Bóng dáng người đàn ông bước đến cục cục. Anh ta dơ một cước lên đạp vô chiếc xe. Ghé sát rừng khoảng chừng là hai giây nhìn người trong xe. Dây tiếp theo người đàn ông đó mở xe ra. Hai chim nhỏ, một nhân vật mới toanh xuất hiện cả nhà đoán xem người ấy là ai 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 nà. Tại biệt thự tên đầu chọc thắc mắc hỏi cố tinh giã, đại ca anh cứ thế thả lệ riêng đi như vậy không có vấn đề gì chứ. Kẻ thù của cô ấy nhiều vô kể lỡ như gặp phải nguy hiểm thì sao. Cố tinh dã tay đút vào túi quần nhìn ra ngoài với một mớ hỗn độn trong đầu. Tôi đã đánh tiếng nói tứ phương ấn hiện đang ở trong tay cô ấy. Cô ấy phải sống tốt tứ phương ấn mới có thể lấy lại được. Tứ Phương Ấn là con dấu của người quyết định tổng thương hội qua các thời kỳ, đại diện cho địa vị thống lĩnh của người quyết định đối với người phụ trách tất cả thương hội, có lời đồn rằng trong Tứ Phương Ấn cất giấu kho báu bí mật. Tứ Phương Ấn sau khi người quyết định nhiệm kỳ trước chết thì biến mất không rõ, trong tay người quyết định hiện tại không có Tứ Phương Ấn khó tránh khỏi không danh chính ngôn thuận. Tên đầu chọc nghe vậy thì ồ lên, thế gian tỷ chắc sẽ không bị kẻ thù truy sát rồi, chúng ta cũng có thể yên tâm rồi. Cố Tinh Dã ngoảnh mặt ánh mắt sắc bén, hờ cho dù cô ấy bị bắt tôi cũng chắc chắn sẽ cứu cô ấy ra được trừ phi tên điên đó lệ diên tỉnh lại ngỡ ngàng khi phát hiện mình vẫn còn sống người đàn ông tóc bạch kim châm lửa hút thuốc phì phèo hắn ta nhả một ngụm thuốc ra cảm thấy thật là sảng khoái điệu cười man dợ nhìn lệ diên ha ha âu rồi không gặp sao cô nhìn nhếch nhác trông như một con điềm thế mấy thi thể kia tôi đều bắn thêm rồi lần này nhắm vào đầu bắn bảo đảm không để cho tên nào sống sót giọng nói cộng với điệu cười man dợ khiến lệ diên ngậm họng Tên này mang theo nụ cười không chút gánh nặng nào đã bắn chớt nhiều người như vậy rồi mà vẫn nhở nhơ không có gì, còn biến thái hơn cả biến thái nữa. Sao mình lại quen biết người như vậy chứ? Cho dù nói thế nào thì vẫn nên tạm thời giả bộ quen thuộc trước rồi tính. Thế là lệ duyên bày ra bộ dạng giả nai, hai lâu rồi không gặp. Người đàn ông tóc bạch kim đơ ngang với kiểu nói chuyện này của cô. Hắn ghé sát vào mặt cô thái độ dò xét, cô rất lạ đấy. Lẽ nào vụ tai nạn vừa nãy khiến cơ mất trí nhớ rồi? nếu oanh oanh quên tôi tôi sẽ đau lòng lắm đấy oanh oanh không nhớ tôi hình như không có giá trị tồn tại nữa rồi giọng nói nửa thật nửa đùa của người đàn ông khiến lệ duyên nhất thời gánh ngang cô nhìn người đàn ông xa lạ mỉm cười ha anh hiểu làm rồi tôi không có mất trí nhớ tôi chẳng qua chỉ là lệ duyên nhanh tay miệng thì cười cười nói nói còn tay thì thủ sẵn mảnh vỡ xe lúc nãy tôi chỉ là phản ứng chậm mà thôi dứt lời cô dùng mảnh vỡ đó một nhát trí mạng ghim vào cổ người đàn ông cô chạy lấy chạy để phi ra khỏi xe tạm biệt nhé nhóc ách đừng gặp lại nữa cô thở hồng hộc nguy hiểm gây lần này chọc phải điên tên biến thái rồi phải nhanh chóng thoát khỏi hắn ta thôi bằng chạy được vài bước thì cô khựng lại ấu mài gót tên điên đó xuất hiện trước mặt cô vẫn là điệu cười man dợ đó ha ha đây mới là oanh oanh mà tôi quen biết chứ đáng tiếc cô toàn quên đâm thêm mấy nhát nhưng chúng ta lâu rồi không chơi tử tế như vậy nữa lệ duyên nằm sõng xoài dưới đất ôm vết thương người đàn ông tóc bạch kim nhìn cô chi bằng hôm nay ở nhà tôi đi chúng ta ôn lại chuyện xưa cho đàng hoàng Tại một khung cảnh khác, cô gái tóc hồng khen ngợi khung cảnh trước mắt quá ư là xuất sắc tuyệt vời 10 điểm không có nhưng. Hoắc Quân Trạch nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, anh cũng vô tình phát hiện ra nơi này thôi tầm nhìn rất rộng đứng ở đây có thể quan sát được khung cảnh toàn thành phố. Hồi nhỏ bố mẹ đưa anh tới đây, bố anh là một quân nhân giải ngũ. Nói đến đây đầu cô gái tóc hồng chợt nhảy số cô ta đang nghĩ về một điều gì nữa. Hai tên côn đồ đang hành hạ một người đàn ông trung niên lớn tuổi, tên côn đồ mập cất giọng, "Này tiền nợ bao giờ thì trả? Hôm nay là hạn chót rồi đấy, Người đàn ông lớn tuổi giọng này nỉ van xin, cầu xin anh cho tôi thêm mấy ngày nữa thắng được tôi sẽ trả ngay. Mợ nói con chó cờ bạc này chơi được mà không trả được à, tên mập túm đầu người đàn ông ghi chặt vào cánh cửa. Tiếng ngã dầm khiến tên mập đơ nhẹ dừng khoảng chừng là hai giây có gì đó không đúng. Lão ta tiến lại mở cánh cửa ra phát hiện cô gái tóc hồng đang run rẩy nhìn lão ta bằng ánh mắt sợ hãi. Người con gái tóc hồng đó không ai khác chính là Tống Nhu bây giờ. Nghĩ đến cảnh tượng đó Tống Nhu vô thức bật khóc nước mắt giàn ruộng. Hoắc Quân Trạch nhìn cô không hiểu sao cô lại khóc, anh nhẹ giọng an ủi cô, Tống Nhu nói mình không sao chỉ là tức cảnh sinh tình nhớ lại một vài chuyện không vui trước đây mà thôi. Hoắc Quân Trạch liên tục trách đều là tại bản thân anh không tốt. Tống Nhu lúc này nhân cơ hội thời cơ tới rồi à ta dùng chiêu mỹ nhân kế tiến lên hôn Hoắc Quân Trạch, em có anh là đủ rồi, Hoắc Quân Trạch lát ngang không kịp phản ứng. Một chiếc xe hơi thần bí vụt qua nhìn thấy cảnh này. Người ngồi trong xe giấu mặt lên tiếng, là anh ta ư? Cả nhà con mần đoán xem người giấu mặt thần bí này là ai nào.